chẳng còn. Đời đã tan phai khi chúng ta vẫn còn dối nữa, sống không trong niềm hạnh phúc, rắc rêu thêm nhiều hơn oán, chỉ lo toàn tìm lợi danh nên chỉ còn hận thù. Chỉ muốn chỉ trông chỉ mong người ta nói yêu thương mệt nhoài, dần nát tình yêu ngày xưa làm người ấy chịu đau đớn, phải thuê lương và khốn cùng luôn lắng lo và sợ hãi. Dẫu trái tim mình đau buốt bao năm dài, đừng vì quá khứ lỗi lầm giam cầm mình nữa, vì còn phía trước hy vọng cho ta đổi thay. Hãy thế đau thương thù hận với những khoan dung từ tâm, hãy mãi cho nhau niềm tin để đi đến sự yên bình. Cậu nhìn kỹ đi, bàn tay tôi và bàn tay của cậu có phải là bàn tay sinh ra để giết người không? Cậu nhìn vào mắt tôi nè, cậu nhìn coi tôi có giống là kẻ giết người không? Cậu tin hay không là quyền của cậu. Tôi không giết chú Mạnh, một người mà tôi yêu quý như chú ruột của mình. Không có lý do gì mà tôi lại ra tay. Bữa nay tập như vậy là được rồi. Thôi đi ngủ đi. Anh đi ngủ trước đi. Cứ đi ngủ để lấy sức đi, sáng mai còn đi làm nữa. Dạ. Mình phải tìm ra sự thật. Mình là ai? Lụa. Dạ. Sao con ngủ ở đây vậy? Hả? Sao lại nằm dưới đất? Dạ. Tại con thấy phòng không có người ở thì lạnh lẽo lắm, nên thỉnh thoảng con qua đây ngủ để giữ phòng cho cậu hai. Con thương cậu hai đúng không? Dạ không, không, không có. Con không dám. Thôi được rồi, mai mốt á, con qua đây ngủ thì cứ lên giường nằm, đừng có nằm ở dưới đất, hơi đất nó lên là bệnh, nó biết chưa? Dạ.
Là tôi đây. Anh đừng đánh động mọi người vậy. Tôi muốn xin lỗi anh. Sao cậu lại tin tôi? Tôi không biết nữa. Trước kia khi hay tin anh là người đã giết anh Mạnh, tôi đã bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ khi tiếp xúc nhiều với anh, tôi biết mình đã sai. Cậu cố tình giết tôi là thương chú Mạnh hay thương chính bản thân của mình? Cả hai. Chú Mạnh là người rất quan trọng đối với cậu. Anh không phải là thủ phạm thật sự. Vậy thì anh có thể cho tôi biết người đó là ai không? Anh không nói, tôi cũng biết là anh đang gánh tội cho ai. Cậu biết gì mà nói vậy? Tôi biết nhiều hơn anh tưởng. Chú Mạnh đã nói gì với cậu? Anh nói anh không phải là con ruột của ông Hải. Nhà sản xuất vừa gửi cho anh đề cương kịch bản phim điện ảnh. Em đọc đi, xem có thích vai nữ chính không. Dạ, anh đã đọc chưa? Mà anh thấy sao? Anh không cần đọc, chỉ cần em thích là được. Anh sẵn sàng đầu tư tiền làm phim để em có được một vai chính. Dạ, vì kẹt xe quá cho nên tôi tới trễ chút. Anh ngồi đi. Dạ. Đây là anh Giang, giám đốc công ty truyền thông Mặt Trời Đỏ. Còn đây là Bạch Yến, người mẫu kim diễn viên. Dạ, em chào anh ạ. Em có nghe qua công ty của anh, nhưng mà chưa có dịp hợp tác. Cô Bạch Yến nổi tiếng mà, ai mà không biết. Lần này có sự đầu tư của anh Hải, hy vọng lần này anh em mình sẽ được hợp tác làm việc với nhau. Chỉ cần Bạch Yến thích vai chính, tôi sẽ lập tức đầu tư cho anh. Dạ. Cứ như vậy mà tiến hành. Vậy thì hay quá. Từ lúc nghe anh Hải đầu tư vào bộ phim điện ảnh này, với điều kiện là cô Bạch Yến đóng vai chính, anh đã về tập hợp đội ngũ biên kịch giỏi nhất của công ty anh. Donny đóng vai cho em một vai rất là hay. Dạ, thì em cũng mới nhận kịch bản từ anh Hải thôi à. Em cũng chỉ mới xem qua thôi. Anh đảm bảo 100% là em sẽ thích. Chỉ có em mới phù hợp với cái vai diễn này. À, nếu như anh ok á, thì anh dự định sẽ đầu tư bao nhiêu phần trăm cho dự án này? 100%. Wow. Cậu cải tạo tốt nên được cho ra trước thời hạn 3 tháng. Chúc mừng cậu được tự do. Cảm ơn các bộ nhiều lắm. Cậu có báo cho người nhà tới đón không? Dạ không. Em muốn dành sự bất ngờ cho mọi người. Tôi tin cậu là một người tốt. Bản chất cậu rất hiền lành. Tù tội làm cho con người ta trưởng thành hơn. Thời gian qua em đã học được rất nhiều thứ. Cậu về nghe. Chúc cậu làm lại cuộc đời, sống vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn các bộ rất nhiều. Cảm ơn anh. Đây có thực sự là nhà của mình không? Hay là cái địa ngục trần gian mà mình đang nương náu ở trong này? Tình đã tan vỡ khi tiếng yêu, tiếng thương chẳng còn. Đời đã tan phai khi chúng ta vẫn còn dối lừa, sống không trong niềm hạnh phúc, rắc rêu thêm nhiều hơn oán. Chỉ
lo toan tìm lời sáng nên chỉ còn. Cậu sống với chú Mạnh, chắc cậu biết rất nhiều chuyện về những người thân xung quanh chú, giống như là gia đình nhà tôi vậy. Chú đã từng nói gì với cậu? Thật ra anh Mạnh là người rất kín đáo, rất ít khi nói về chuyện riêng tư của anh ấy. Chỉ có những việc nào anh ấy bức xúc lắm anh ấy mới nói ra. Có lần cậu dám nói với tôi là tôi không phải là con ruột của ba tôi. Vậy cậu có biết ba ruột của tôi là ai không? Lần đó anh Mạnh về nhà trong tình trạng rất say và tâm trạng có vẻ hơi bị sốc. Khi biết chuyện này, anh ấy nói với tôi vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Đó là chuyện anh không phải là con ruột của ông Hải. Nhưng anh ấy không nói cho tôi nghe ba ruột của anh là ai. Thật ra tôi cũng đã phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ trong mối quan hệ cha con của tôi. Ngay cả màu da và mái tóc của tôi cũng đã nói lên điều đó. Đừng nói chi cách cư xử kỳ quặc cô ấy dành cho tôi. Vậy là anh đã nghi ngờ? Tôi đã nghi ngờ điều này ngay từ khi còn là một đứa bé. Cha tôi cư xử rất khác biệt với hai đứa con của ông. Em gái tôi được cha cưng như trứng, còn tôi thì bị ông hất hủi và không nương tay đòn roi. Mỗi khi tôi phạm phải một lỗi nhỏ thôi. Đôi khi cha mẹ cư xử với con cái không công bằng. Có thể thương đứa này nhiều hơn đứa kia một chút, nhưng đi quá xa đến độ cách biệt thì cần phải xem lại. Tôi đã từng nghi ngờ, nhưng cho đến bây giờ, khi sâu chuỗi lại toàn bộ những gì đã xảy ra cho tôi, thì tôi dám khẳng định một điều: giữa tôi và người mà tôi gọi là cha có một vấn đề rất là lớn. Trong mắt ông ấy, tôi chỉ là một cái gai. Vậy anh có từng hỏi qua mẹ của anh chuyện này không? Có, nhưng mà bà ấy lảng tránh. Bây giờ thì tôi muốn tự mình tìm ra câu trả lời. Tôi là ai? Tại sao tôi lại có mặt trên đời này? Thật ra cha ruột của tôi là ai? Tôi nhớ không lầm, anh Mạnh có cho tôi biết người nhậu chung với anh Mạnh hôm đó là bà Duyên. Tôi nghĩ ít nhiều bà ấy cũng biết về bí mật của cậu. Ai vậy? Tôi là Thành Thiên đây. Cô mở cửa cho tôi vào được không? Thành Thiên, sao lại là cậu? Cậu về hồi nào? Sao lại đến đây vào giờ này? Tôi vừa ra trại chiều nay, chưa muốn về nhà. Cô có thể cho tôi vô nhà nói chuyện một chút được không? Cậu vô đi. Cậu ngồi đi. Xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ này. Ra trại sao cậu không về nhà? Mà có ai biết là cậu ra trại không? Tôi được ra sớm hơn thời hạn, cho nên mọi người không ai biết hết. Tôi không muốn về nhà khi chưa làm rõ được một việc quan trọng. Cậu nghĩ là tôi là người có thể nói cho cậu biết điều quan trọng đó.
Tôi nghĩ cô là một trong những người đang nắm giữ bí mật cuộc đời của tôi. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi kết nối rất nhiều nguồn thông tin và biết chắc rằng tôi không đến sai địa chỉ. Vậy cậu muốn tôi nói cho cậu biết điều gì? Tôi muốn biết cha ruột của mình lại. Ôi, trời. Con chào ông. Ông, con pha trà lá cho ông rồi đó. Ông tập xong con lấy cho ông để uống đó nha. Cho ông. Ủa, sao mới sáng sớm mẹ con Ngân ra ngồi để làm gì vậy? Cả đêm qua bà có ngủ đâu. Bà ngồi suốt ở ngoài phòng khách đó. Còn đi ra đi vô, đi ra đi vô. Khuyên bà đi ngủ, bà đâu có nghe. Sáng ra bà ra ngoài đó bà ngồi luôn rồi. Sao con dậy sớm vậy? Bộ đêm qua con thức trắng đêm nữa hả con? Dạ, bà dậy rồi hả? Đêm qua chồng con lại không về nhà hả? Con không sao đâu ba, con quen rồi. Không vì chồng thì cũng vì con. Sao mà con khổ quá vậy? Nghĩ thoáng một chút cho nó dễ thở đi. Sanh nó ra, nuôi nó khôn lớn, giờ con đâu thể bao bọc nó suốt cả đời được. Con lo con nghĩ cũng không giải quyết được gì đâu con. Con cũng biết là như vậy, nhưng mà không lo, không nghĩ đâu có được ba. Lòng dạ người mẹ nào lại yên khi con cái mình gặp hoạn nạn đâu. Cũng còn không bao lâu nữa đâu con, thằng Thiên nó sẽ về mà. Ba chỉ sợ con cứ như vậy, nó về nhìn thấy nó lại đau lòng hơn đó. Bộ anh lạ lắm sao mà nhìn anh dữ vậy? Anh nói đúng, giờ anh lạ lắm. Lạ đến nỗi em không nhận ra người đang nằm bên cạnh là chồng của em. Em nói như vậy á, không sợ chồng giận sao? Sao tự nhiên có anh như người xa lạ vậy? Câu này anh tự hỏi bản thân mình đi. Một ngày có 24 giờ, em gặp mặt anh được mấy giờ đồng hồ? Không xa lạ thì gần gũi ở chỗ nào? Thì anh cũng chỉ vì công việc thôi. Em cũng biết rồi, anh bây giờ là cánh tay đắc lực của ba. Anh hai thì đang ở trỏng rồi. Anh cũng muốn về sớm với em, nhưng mà... Anh đừng có đem công việc ra đây để ngụy biện với em. Ngày nào anh cũng về khuya lơ khuya lắc hả? Người thì sực nước mùi nước hoa của phụ nữ. Anh tưởng em không biết sao? Em cũng biết rồi đó. Anh phải đi ngoại giao, vô chỗ có tiếp viên phục vụ thì ả mùi nước hoa của tụi nó cũng là chuyện bình thường thôi. Em đừng có lo, trong mắt anh không ai bằng em hết. Anh có làm gì cũng nhớ, cũng yêu một mình công chúa của anh thôi. Anh mà dám làm gì sai với em á, em mà biết được là anh chết với em đó nha. Anh thề, chỉ yêu một mình em thôi. Anh mà làm gì có lỗi hả, là cho máy bay cán chết anh luôn đi. Thôi. Thôi được rồi, em gọi con dậy đi. Anh với em sẽ đưa con tới trường, rồi anh sẽ đưa em đi ăn sáng, uống cà phê nha. Hôm nay anh sẽ đi làm trễ một chút xíu, không sao hết. Anh định bù cho em á hả? Thì cứ coi như là như vậy đi. Có thời gian anh sẽ đưa em đi du lịch. Em không muốn đi đâu hết, cứ chờ anh hai về rồi tính sao. Em cứ đếm từng ngày để chờ anh về,
Anh hai có biết không anh hai? Cậu ngồi đi. Dạ, anh chị dùng gì vậy? Mời chị. Thôi để tôi gọi giúp cậu. Cho hai bò bít tết, khoai tây chiên và hai ly cà phê đá. Dạ. Quán này đồ ăn sáng rất là ngon. Cậu mới ra cũng nên thưởng thức một chút không khí tự do thoải mái ở đây. Chừng nào cô mới quyết định nói cho tôi biết sự thật? Cậu cứ từ từ, đừng có vội. Tôi muốn cậu thư giãn một chút. Sao cô lại bắt tôi phải chờ đợi? Nếu như sau khi cậu biết sự thật rồi, cậu sẽ làm gì? Tôi cũng chưa biết nữa. Nhưng bí mật đó, nó như một tảng đá đè nặng lên ngực tôi bao lâu nay. Tôi chỉ muốn tự tay gỡ nó xuống thôi. Dạ mà anh. Mời chị. Hoàng Hải, ông đã phản bội tôi. Giờ là lúc ông phải trả giá. Mượn dao giết người là cái cách mà tôi sẽ dùng với ông. Tôi nghĩ hay là cậu cứ bỏ qua tất cả, cứ sống tiếp những ngày tháng tiếp theo như cậu đã từng sống trước đây. Không, tôi không thể nào sống như trước đây được. Mọi thứ đưa cho tôi đều rất mơ hồ. Tôi thấy mình như đang sống trong một thế giới ảo. Cho dù sự thật có tàn nhẫn với tôi tới đâu, tôi cũng muốn khám phá nó. Vậy có lẽ cậu không biết thì tốt hơn. Tôi xin cô, đừng đánh đố tôi nữa. Bây giờ cô hãy cho tôi biết ngắn gọn thôi. Chỉ bằng một cái lắc đầu hay gật đầu cũng được. Cô hãy nói cho tôi biết, ông Hải có phải là cha ruột của tôi hay không? Dạ, trưa nay tổng giám đốc có cuộc hẹn ăn trưa với ông chủ tập đoàn siêu thị Nam Long. Còn 2 giờ á thì tổng giám đốc sẽ có cuộc họp với công ty Kim Ngân. Buổi tối á thì dự tiệc chiêu đãi với ngân hàng STC. Tôi biết rồi. Cô ra ngoài gọi cô Duyên vô đây. À, dạ. Và buổi sáng nay á, cô Duyên có gọi điện là xin báo nghỉ. Cô ấy nói là không được khỏe. Người mà tôi gọi ba hiện nay có phải là bá ruột của tôi hay không? Ông ấy không phải là cha ruột của tôi. Vậy cô có biết cha ruột của tôi là ai không? Cô có thể cho tôi biết ông ấy là ai và hiện nay đang ở đâu không? Hôm nay cậu biết như vậy là đủ rồi. Và từ từ tôi sẽ cho cậu biết thêm. Dạ xin mời. Tôi biết là cậu đang rất là sốc vì biết ra sự thật mà mọi người đã che giấu suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng mà cậu phải nhớ một điều là cậu phải làm gì sau khi biết được sự thật là mình là ai. Tại sao cô cho tôi biết sự thật này? Sau chuyện này cô còn muốn điều gì nữa? Trong bây giờ cậu cứng cáp lên rất là nhiều. Có lẽ tù tội đã làm cho cậu trưởng thành hơn. Hồi trước đây thì tôi thấy cậu có vẻ hiền lành và có chút gì đó nhu nhược. Nếu mình không tự thay đổi thì thế giới này nó sẽ tự thay đổi mình. Nếu như cậu muốn biết sự thật thì tôi sẽ mở cờ ra chơi với cậu. Cậu thừa biết mối quan hệ
giữa tôi với người mà cậu gọi là cha đúng không? Và có lúc tôi đã hận cô rất nhiều. Cứ nghĩ là vì cô mà mẹ tôi đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Cậu nghĩ là tôi là người đã gây ra bất hòa giữa cha mẹ cậu. Tôi thừa nhận một điều là tôi đã làm cho mẹ cậu tổn thương. Nhưng tôi không phải là người đã gây ra mối bất hòa đó. Hai người đó có một mối mâu thuẫn rất lớn, rất sâu và diễn ra từ rất lâu rồi. Nguyên nhân chính là từ cậu. Tôi đã vì người đàn ông đó mà đánh mất đi rất nhiều thứ. Tuổi xuân, bạn bè và cả cái hạnh phúc bình thường của một người phụ nữ. Đó là được làm vợ, làm mẹ như bao người khác. Bây giờ thì cô được gì khi cố đoạt những thứ vốn chỉ không phải là của mình? Một con số không tròn trĩnh. Bây giờ tôi thật sự bị thất sủng. Và trong mắt ông ta tôi không là cái gì hết. Bây giờ dây quanh ông ta đã đủ các cô gái trẻ đẹp chân dài hơn tôi rất nhiều. Và bây giờ anh ta cũng đã lớn mạnh hơn, cho nên không cần sự giúp đỡ của tôi trong công việc nữa. Nếu thật sự có một cuộc chiến xảy ra thì cô sẽ đứng về phía nào? Tôi đứng về phía cậu. Không còn nhận ra tôi nữa hả? Trời, cậu hai! Là cậu hai phải không? Bộ tôi lạ lắm hả? Bây giờ có cho tôi vô nhà không? Bà ơi, cậu hai về nè! Cô ba! Làm cậu... gì? Làm gì mà la lối ôm sờm vậy lụa? Cậu, cậu hai về rồi. Hả? Mẹ! Anh hai về. Sao không nói em ra đón? Ba nghe nè con gái cưng. Ba ơi, có chuyện gì vậy Kim Ngân? Sao con lại khóc? Từ từ, bình tĩnh nói ba nghe. Ba ơi, con mừng quá à. Anh hai về rồi ba. Ba, sao ba không nói gì hết vậy? Ủa, ba không vui khi anh hai về nhà hả? À không, ba mừng chứ. Nhưng con báo tin bất ngờ quá nên ba hơi ngạc nhiên. Mà nghe nói còn 3 tháng nữa anh hai con mới được về nhà mà. Thì cả nhà đều tưởng vậy, ai cũng bất ngờ hết ba. Mẹ con đã cướp điện khi thấy anh hai xuất hiện đó ba. Anh hai cải tạo tốt nên được về sớm hơn thời hạn đó ba. Ừ, vậy là tốt rồi. Ba có thể về liền được không? Chắc tối ba về con. Bây giờ ba có một cuộc hẹn quan trọng. Ba
Hình như ba không thương anh hai hả? Sao con lại nói vậy? Nhưng công việc quan trọng hơn. Chiều nay ba sẽ đặt nhà hàng, cả nhà mình sẽ đi ăn mừng, được không con? Vậy thì con tạm tha cho ba nha. Thôi con lên phòng với mẹ đây. Mẹ mừng quá nên mẹ ngất xỉu rồi. Anh hai đang chăm sóc mẹ ở trong phòng á. Thôi bye bye ba nha. Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Con về rồi, con sẽ không xa mẹ nữa đâu. Mẹ có nằm mơ không? Con đừng buông tay mẹ ra nha. Lỡ mẹ tỉnh dậy không thấy con thì sao? Mẹ không có mơ nữa, là con thật mà. Bà ráng uống miếng nước cam cho khỏe người. Còn hai về rồi, bà phải vui lên chứ. Bà đừng có khóc nữa nha. Trong mắt của bà chỉ có thằng con Quang đó. Từ khi nó ra đời, nó đã chiếm vị trí của tôi trong trái tim bà. Hôm nay là ngày vui đoàn tụ của cả nhà mình. Ông nội là người lớn nhất, nên ông nội có vài lời muốn nói với các con. Đầu tiên là mừng Thành Thiên nó đã về nhà. Trong đời ai mà không gặp đại nạn, quan trọng là nó đã qua, và con cần phải tìm lại mình trong cuộc sống thường ngày. Những ngày tháng qua, cả nhà mình phải sống trong sự chờ đợi bất an. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Nội muốn từ đây trở đi, các con phải biết trân trọng, yêu thương nhau nhiều hơn. Tình thâm mới là quan trọng, không phải là tiền. Thôi, cả nhà nâng ly chúc mừng Thành Thiên trở về đi. Trước khi uống chúc mừng con, xin cho con được nói vài lời với cả nhà. Con biết trong thời gian qua con đã làm phiền tới mọi người rất nhiều, là tại con không tốt. Con xin lỗi ông nội, con xin lỗi ba mẹ. Con sẽ làm lại từ đầu. Xin mọi người hãy cho con một cơ hội. Và con rất cần ba. Ba hãy nâng đỡ cho con bước tiếp như ba đã từng làm trước đây. Con đừng có lo, cứ nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức. Mọi việc cứ để cho ba sắp xếp. Ba đã dành một vị trí xứng đáng cho con quay về. Vậy là tốt quá rồi. Ba đã hứa thì anh hai đừng có lo gì hết nha. Cứ sống thoải mái đi anh. Em sẽ lên lịch đưa mẹ và anh đi du lịch đâu đó cho khoai khỏa nha. Dạ con mời ông nội. Ờ, dạ mời đi. Mời. Em mời anh. Hôm nay nhà mình không say không về nha. Đã lâu lắm rồi em không được vui như ngày hôm nay á. Mẹ cũng phải chúc mừng cho con chứ. Trời ơi, lâu lắm rồi con mới thấy mẹ cười á. Mẹ đã quên cười từ khi anh hai vô trong đó đó. Thôi ăn đi các con, đồ ăn nguội hết rồi, vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Dạ con mời đồ. Dạ mời ba. Mẹ cũng ăn đi. Mẹ vì con mà ốm đi nhiều lắm rồi đó. Ông nội với ba có sắp xếp đi du lịch với con được không? Để con còn lên kế hoạch. Con sẽ đi mua tour nước ngoài. Mẹ và anh hai cần phải nghỉ ngơi thư giãn một thời gian. Hình như là em quên mất anh rồi đó. Em nói vậy thôi, chứ em biết á là ba và anh không đi được đâu. Công việc cũng nhiều mà. Để em đại diện đưa mẹ và anh hai đi là được rồi. Ừ. Nội cũng đi nữa nha nội. Thôi các con cứ đi đi. Ông nội sắp phải ra Quế vài tháng, nhà từ đường ở ngoài ấy sắp phải sửa lại. Bà mất rồi, ông phải là người đại diện. Bà cứ gửi tiền ra cho người ta làm là được, đâu cần ba phải ra ngoài đó. Không được. Sanh thời mẹ con là người rất chu đáo trong việc cúng kiến thờ phượng. Nếu biết ba không chăm nom những việc quan trọng như vậy,
thì mẹ con sẽ giận ba đó. Công nhận á, ông nội thương bà nội thiệt nha. Bà nội mất lâu rồi mà ông nói chuyện cứ y như là bà nội còn ở bên cạnh ông á. Con hy vọng ba mẹ cũng giống như ông bà nội. Sau này á, ba có thời gian thì phải chăm sóc cho mẹ nhiều hơn nha ba. Tôi đến thăm ông đây. Tôi đến để nói cho ông một chuyện rất quan trọng. Trước đây thì tôi chưa biết tôi sẽ theo phía nào. Nhưng bây giờ thì tôi đã quyết định. Tôi sẽ trả thù cho ông. Và trả thù cho tuổi xuân của tôi đã trôi qua một cách vô ích vì một người đàn ông không ra cái gì hết. Tôi đang nắm một con cờ rất quan trọng ở trong tay. Cuộc chiến đã bắt đầu. Và tôi sẽ bắt ông ta phải trả giá. Anh hai, suy nghĩ lại đi. Vẫn còn kịp mà. Em chỉ cần gọi điện đặt vé máy bay là xong rồi. Nha anh hai. Thôi, hai vợ chồng em cứ đi chơi thoải mái đi. Anh bây giờ chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, chứ không muốn đi đâu. Đi mà không có mẹ, không có anh hai á, buồn chết à. Em năn nỉ anh hai á, nha. Anh hai biết không, từ lúc mà anh hai vô trong đó em xin lỗi anh hai. Không sao đâu. Anh cũng cần có thời gian để đối diện sự thật này mà. Đã lâu lắm rồi vợ em không được đi du lịch. Tưởng đâu lần này có anh hai đi chung á thì vui biết mấy. Hai vợ chồng con á, cứ đi chơi vui vẻ đi. Đừng có ép anh con làm cái gì. Để cho Thành Thiên nó thoải mái làm những việc nó thích. Dạ, con cảm ơn ba. Thôi hai đứa đi đi con. Hai đứa cho mẹ xin lỗi nha. Sức khỏe của mẹ không tốt cho nên không đi chung với hai đứa được. Chỉ là lời ngụy biện của bà. Bà vì thằng con trai mà coi đứa con gái của tôi không ra gì. Thôi con xin phép con đi. Ba mẹ với anh hai ở nhà giữ sức khỏe nha. Về con sẽ mua quà cho cả nhà. Cô Tít nè, thưa ông ngoại với bà ngoại với con hai đi chơi đi con. Dạ, thưa ông ngoại, thưa bà ngoại. Thưa cậu hai. Qua đây với cậu hai. Ngoan. Con đi chơi vui nghe. Dạ. Khi nào về cái cậu dẫn con đi mua đồ chơi. Dạ. Thưa ba, thưa mẹ con đi. Thưa ba, thưa mẹ con đi. Hai đứa cứ đi chơi cho vui vẻ thoải mái. Đừng có lo chuyện gì ở nhà. Dạ. Ba, con đi nha. Mẹ. Mẹ nhớ giữ sức khỏe nha. Hai đứa đi vui vẻ. Em về, hai anh em mình còn nhiều chuyện để nói đó. Đừng có lo cho anh, đi chơi vui vẻ đi. Dạ. Em đi nha anh hai. Con đi nha mẹ. Alo. Linh hả con? Dạ, con chào ba. Ba đã tới Huế rồi. Về Hương Thủy mấy ngày nay. Giờ ba chuẩn bị tu sửa từ đường cho bên nhà mẹ con á. Mấy đứa ở nhà khỏe hết hả? Dạ, tụi con ở nhà cũng khỏe hết. Hai vợ chồng Kim Ngân mới vừa sáng nay làm ra sân bay để đi Hồng Kông đó ba. Thằng Thiên có đi không con? Dạ, nó không chịu đi ba. Ủa sao vậy? Sao nó không đi chơi cho khuây khỏa? Cậu hai, ông cho gọi cậu vô phòng á. Ừ.
Alo, alo, con nghe ba nói gì Hương Linh? Dạ ba nói đi con nghe nè ba. Điệp à, má nghe nói cậu Thiên đã ra tù, nhưng sao vẫn chưa thấy qua thắp nhang cho con. Má không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng với linh cảm má biết cậu ta là người tốt. Thành Thiên không thể nào là kẻ giết người được. Bà thấy con thay đổi rất nhiều. Dạ, những ngày tháng ở trong đó con cũng học được rất nhiều điều quan trọng. Bà biết là con đã chịu nhiều oan ức vì ba, nên bà đã có kế hoạch đền bù cho con xứng đáng. Dạ, bổn phận làm con trả hiếu cho cha mẹ là chuyện con nên làm mà. Con cũng đâu nỡ nhìn ba vào trong đó. Con còn trẻ, còn sức chịu đựng, nhưng đối với ba thì... Ba cũng không muốn đổ tội cho con, nhưng tình thế bắt buộc, ba không thể nào vào trong đó. Ba ở ngoài là để bảo vệ sự nghiệp của gia đình mình. Nếu lúc đó ba nhận tội thì không biết 3 năm sau em Triben có còn đứng vững như ngày hôm nay không. Mọi chuyện đã qua rồi, ba đừng nhắc lại nữa. Con không hối hận khi đã thay ba ngồi tù đâu. Con cứ nghỉ ngơi một thời gian. Ba đã bố trí cho con một chức giám đốc ở một công ty con ba vừa thành lập. Dạ, con cảm ơn ba. Con biết là ba sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Nhưng mà ba cho con nghỉ ngơi một thời gian rồi con sẽ bắt tay vào công việc nha ba. Ừ. Con xin phép ba con ra ngoài. Ba sẽ cho người mở lại tài khoản, chuyển tiền để con chi tiêu. Dạ, con cảm ơn ba. Ừ. Anh à, sao anh lại đưa em về nhà? Hay là mình ra khách sạn cũng được. Trước sau gì anh cũng chính thức cho em bước vào căn nhà này, làm quen dần là vừa. Mọi chuyện cứ để cho anh sắp xếp. Dạ. Trời trời, cái vụ gì nữa vậy trời? Anh ăn gì chưa? Để em đi dọn cơm. Không, tôi đã ăn rồi, bà không cần phải dọn cơm. Em cần nói chuyện với anh. Em vào đi, anh sẽ quay lại ngay. Dạ. Yeah. Đâu cần giữ kẻ thằng con trai của bà. Tôi muốn nó chứng kiến cảnh tôi hành hạ dày dò mẹ nó như thế nào. Để nó biết nó không nên có mặt ở trên cõi đời này. Nó chính là tai họa của bà và là nỗi bất hạnh của tôi. Cô có thể giúp tôi trong cái hoạch máu. Bây giờ tôi sẽ làm tất cả những gì cậu muốn. Cô là người thân cận nhất của mình. Tôi cần cô thu thập chứng cứ cho những khi chúng làm bất minh thân thương đến này của ông ta. Người đàn ông đó bao lâu nay chính cha đạp cho khối đường mình. Sao mẹ vẫn có thể cam chịu mà còn chăm sóc thân tình cho mấy được vậy? Tôi sẽ đón cậu. Cậu nói với tôi, cậu đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ Kinh Anh. Hãy quay về với kiến thức đại học của mình. Nghe người ơi, chưa phải là tất cả. Thú thật, càng nhìn tôi càng thấy cậu giống ba cậu. Hèn gì ông Hải lại hận cậu tới như vậy. Má bằng lòng với cuộc sống hiện tại, mong cậu mong muốn từng giây từng phút người ta mỉm cười là được nhìn thấy con. Từng năm từng tháng đời ta sương vui, tình đẹp như giấc mơ, đẹp như nắng ấm
Trong vòng thi tới, chúng ta sẽ gặp lại ba cô gái khả ái của Hãy Nghe Tôi Hát. Hà Vân, Ngọc Liên và Giật Kim Anh sẽ trở lại trong đêm thi đặc biệt. Ai sẽ trở thành người duy nhất chiến thắng lọt vào đêm chung kết? Hãy cùng đắm chìm trong không gian âm nhạc đầy ngọt ngào và hoài niệm với những tình khúc đã làm nên tên tuổi của danh ca Giao Linh. Qua được cái vòng loại mà dự thi những cái cuộc thi như thế này thì tôi bảo đảm với quý vị chỉ là hay ít hay là hay nhiều đúng thôi. Trong tất cả những bài hát vừa qua, riêng cái bài này cô rất là thích thú. Hãy đón xem tập 9 Hãy Nghe Tôi Hát lúc 21 giờ thứ hai ngày 2 tháng 5 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 thứ ba ngày 3 tháng 5 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.